Xin chào các em, bài học hôm nay chúng ta sẽ học về phương pháp đổi biến để tính tích phân. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhắc về kiểu từ tính tuyết và sau đó chúng ta sẽ thực hành tính tác về kiểu từ. Với đổi biến trong từ tích phân của chúng ta là có hai cái kiểu đổi biến. Kiểu đổi biến thứ nhất đó là giả sử chúng ta có bài toán là y bằng tích phân từ a đến b của f dx, thì khi chúng ta đổi biến là đặt x bằng gt, chúng ta đặt x bằng gt thì chúng ta sẽ có dx sẽ bằng là g phẩy t dt. Và giả sử là a là bằng g alpha và b thì bằng g beta, trong đó là cái hàm gx là liên tục và đơn chỉ trên những đoạn alpha beta, liên tục và đơn chỉ trên đoạn alpha beta. Như vậy thì với cái cách đổi biến này thì chúng ta có y thì sẽ bằng tích phân từ alpha đến beta của f g t nhân với g phẩy t dt. Ở đây các em cần chú ý rằng khi chúng ta đổi biến thì chúng ta phải đổi phần. Một cái kiểu thứ hai đó là chúng ta gặp bài toán sau đây: AB của f g x nhân với g phẩy x dx, thì chúng ta sẽ đặt t bằng g x. Thì với cách đặt này chúng ta có y sẽ bằng là từ g a đến g b của f t dt. Thì cái điều rất quan trọng đó là chúng ta phải nhận ra được là trong các cái bài toán thì chúng ta sẽ đổi biến như thế nào. Thì các cần lưu ý cho xem một vài điều sau đây. Một là chúng ta nghĩ là thường đổi biến là một là cái biểu thức xuất hiện nhiều lần, hoặc là một cái biểu thức phức tạp. Và với tích phân thì có thì lượng khá nhiều bài là chúng ta sẽ đổi biến là mẫu thức. Có khá là nhiều bài và ở đây chúng ta cần thêm một vài kinh nghiệm là ví dụ biểu thức mà chứa căn của a bình trừ x bình thì chúng ta phải đặt x bằng a sin t hoặc là x bằng a cos t. Tất nhiên thì tùy vào từng bài mà chúng ta sẽ có cái điều kiện của t. Nếu như mà chúng ta gặp bài này x bình trừ a bình thì chúng ta sẽ đặt là x bằng a trên sin t hoặc là x bằng a trên cos t. Thì tiếp theo là hàm số mà lẻ đối với sin thì chúng ta đặt t bằng cos, còn hàm số lẻ đối với cos thì chúng ta sẽ đặt t bằng sin. Và hàm số mà chẵn đối với sin cos, thì chúng ta sẽ đặt t bằng tan.
Ngoài ra thì chúng ta cần phải quan sát được cái mối liên hệ giữa hàm số và đạo hàm để chúng ta có cái cách đặt phù hợp. Ở đây thì thầy cũng chỉ nêu một vài cái ý để chúng ta. Và sau đây thì chúng ta sẽ xét các kỳ ví dụ. Chúng ta xét ví dụ thứ nhất, đó là hãy tính tích phân Y1 là bằng Dx trên cho 2x cộng 3 cần là 0,1. Trong cái công thức cơ bản của chúng ta thì chỉ có Dx trên x, nhưng ở đây lại Dx trên 2x cộng 3. Vậy thì chúng ta có thể là giải bằng cách là chúng ta đặt gì? Đặt t bằng 2x cộng 3. Vậy thì chúng ta sẽ có là dt thì sẽ bằng 2dx, hay là dx này thì bằng 1 phần 2dt. Nhưng mà các em cũng chú ý rằng là khi chúng ta đổi biến thì chúng ta phải đổi thành. Ở đây là xt, x bằng 0 thì t bằng 3, và x bằng 1 thì chúng ta có là t bằng 5. Như vậy là chúng ta có y1 là bằng tích phân từ 3 đến 5. Còn dx đó là 1 phần 2 dt. Còn 2x cộng 3 đó chính là t. Như vậy thì chúng ta sẽ được là 1 phần 2 loganepe của trì được đổi t và cần 3 năm. Vậy là được 1 phần 2 loganepe 5 trừ 1 phần 2 loganepe 3. Vậy là bằng 1 phần 2 loganepe của 5 phần 3. Vậy là chúng ta chỉ là mục đích của cái việc đặt đổi biến là gì? Để đưa về cái tích phân cơ bản. Và với tích phân cơ bản thì chúng ta đã có công thức gì? Chúng ta xét sang một cái ví dụ thứ hai. Ở đây chúng ta có thể dừng lại để tổng quát cái bài toán này. Thì các em chỉ rằng là tích phân của dx trên cho ax cộng b với cần alpha beta. Tất nhiên là những cái số AB về alpha beta là để cho tích phân có nghĩa, thì nó sẽ bằng là 1 trên A loganepe của trì tuyệt đối AX cộng B và cần là alpha beta. Ví dụ thứ hai, chúng ta hãy tính tích phân X nhân với căn X bình cộng 1 DX và lấy cần là từ 0 cho đến căn 3. Ở trong bài toán này thì chúng ta thấy là cái phức tạp nhất đó là căn của x bình cộng 1. Nên là chúng ta phải nghĩ đến việc đặt cái căn x bình cộng 1 là t. Vậy thì đặt t bằng căn x bình cộng 1 thì chúng ta có là t bình thì bằng x bình cộng 1. Vậy là 2t dt thì bằng 2x dx. Hay là chúng ta có x dx thì chính là bằng t dt. Và khi đổi biến thì các em chú ý rằng là chúng ta phải đổi cần. X bằng 0 thì ta có t bằng 1, và x bằng căn 3 thì chúng ta có t bằng 2. Vậy là y2 sẽ bằng tích phân từ 1 đến 2. Cái x dx này chính là t dt, còn cái căn này là t. Như vậy thì chúng ta sẽ được t bình dt. Và nguyên hàm của t bình đó là một cái nguyên hàm cơ bản. Như vậy chúng ta được là 1 phần 3 t là cần 1, 2. Vậy là được 1 phần 3 thừa số 2 mũ 3 trừ 1. Như vậy đây là được 7 phần 3. Vậy là trong bài toán này thì chúng ta đã sử dụng cái ý tưởng được đặt là đặt cái biểu thức phức tạp. Chúng ta xét sang một cái ví dụ thứ ba là tính y ba bằng tích phân từ 0 đến 1 của e mũ x dx.
trên cho e mũ x cộng 1. Ở bài toán này thì các em sẽ thấy rằng là cái e mũ x xuất hiện rất là nhiều lần, nên là chúng ta phải nghĩ đến việc là đặt e mũ x làm à. Vậy thì khi chúng ta đặt t bằng e mũ x thì chúng ta có là dt thì bằng e mũ x dx, và chúng ta đổi cần xt, x bằng 0 thì chúng ta có là t bằng 1, vậy x 1 thì t bằng e. Như vậy ta có là y3 là x phân từ 1 đến e của e mũ x dx chính là dt, còn e mũ x cộng 1 tức là t cộng 1. Và với tích phân này thì chúng ta đã đưa về tích phân cơ bản, nên nó chính là bằng loganife của trị vật đối t cộng 1 và cần là 1 e. Vậy là bằng loganife của e cộng 1 trừ cho loganife 2, hay là chúng ta làm gọt đi thì sẽ được là e cộng 1 trên cho 2. Vậy là trong cái bài toán này thì chúng ta đã sử dụng biểu tượng là gì? Biểu thức xuất hiện nhiều lần thì chúng ta đặt là hàm phụ. Chúng ta xét sang cái ví dụ thứ tư, đó là tính y4. Y4 là bằng tích phân từ 0 đến 1 của căn 4 trừ x bình phương dx. Ở bài toán này chúng ta thấy có dạng là căn của a bình trừ x bình, nên là chúng ta sẽ đặt là gì? Chúng ta sẽ đặt x là bằng a sin t hoặc là a cos t, mà a đây là 2, như vậy là 2 sin t. Thì với cách đặt này thì chúng ta có được là dx thì sẽ bằng gì? Đạo hàm của sin đó là cos. Rồi, và chúng ta sẽ biến đổi. Ở đây chúng ta sẽ lấy t để giá trị x chạy trong đoạn 0,1 thì chúng ta chỉ cần lấy t thuộc cái đoạn 0π trên 2. Thì chúng ta sẽ có căn của 4 trừ x bình thì bằng căn bậc 2 của 4 trừ cho 4 sin bình t. Mà cái này thì được căn bậc 2 của 4 cos bình t, mà do t trong miền này nên nó chính là bằng 2 cos t. Như vậy thì chúng ta có chúng ta đổi biến là x t x bằng 0 thì chúng ta có t bằng 0, và x bằng 1, x bằng 1 thì chúng ta có là t bằng pi trên 6. Như vậy chúng ta có y4 thì bằng gì? Bằng tích phân từ 0 đến pi trên 6 của căn này. Căn này tức là 2 cos t, còn dx là 2 cos t dt. Như vậy đây được là 4 cos bình t dt. Và cái này chúng ta sẽ thực hiện hạ bậc thì chúng ta sẽ được là gì? Đây là 1 cộng cos 2t dt. Và khi chúng ta lấy tích phân thì chúng ta sẽ được đây là t và đây là trừ 1 cộng 1 phần 2 sin 2t và cần là 0 pi trên 6. Và bằng cách là thay cần vào thì chúng ta sẽ được là pi trên 6 cộng với 1 phần 2 của sin pi trên 3. Còn với cần 0 khi chúng ta thay vào thì là bằng 0 sin 2 nhân 0 bằng 0. Vậy là chúng ta sẽ được đây là pi trên 3 cộng với là sin pi trên 3, đó là căn 3 trên 2. Như vậy là trong bài toán này thì chúng ta đã sử dụng cái cách đổi biến khi mà gặp dạng căn. Thì mục đích của việc đổi biến đó là chúng ta làm mất đi cái căn, mà mất đi cái căn tức là mất đi cái sự phức tạp. Như vậy là với cái phương pháp đổi biến thì các em cần phải chú ý cho thầy là cái điều rất quan trọng là chúng ta sẽ đổi biến là cái hàm gì. Thì chúng ta lưu ý cho thầy một vài cái kinh nghiệm về đổi biến. Một cái điều thứ hai các em cần chú ý là khi đổi biến thì chúng ta phải đổi cần. Và
Như vậy thì cái phương pháp này đòi hỏi chúng ta phải nhớ và phải hiểu cái việc đổi biến. Ví dụ ở đây thì mục đích của cái việc đổi biến đó là làm mất căn, mà muốn mất căn thì cái trong này phải giảm bình thường. Thì nếu như chúng ta hiểu như thế thì chúng ta sẽ có thể là gặp một cái bài toán là chưa có những cái tình huống như thế này thì chúng ta cũng có thể giải được. Và thầy chúc các em thành công.